cùng các bạn tham quan khu chợ đêm nha. Khu chợ đêm ở 298 mà gần khu di tích lịch sử một Vinh Cô nha các bạn nha. Đó, người ta bán đồ nhiều lắm. Thầy năm qua ai? Đó. Năm nào cứ 10, 11, 12 tháng 2 âm lịch là tổ chức lễ cúng cô nha, lễ cúng cô. Mà cô này người ta bán hàng lưu niệm với đồ quần áo nhiều lắm các bạn ơi. Đó, các bạn coi nè. Lễ hội nha, lễ hội Vinh Cô nha. Vinh Cô một cô Long Hải các bạn ơi. Bán đồ nhiều lắm. Bây giờ ta chơi về gần hết rồi, khuya rồi. Mình quay cho các bạn tham quan nha, cảm nhận người ta bán ban đêm nha. Còn, hôm nay là ngày mùng 10 nha, đêm mùng 10 tháng 2 năm 2024. Ngày mai là ngày 9 nha. Đêm mai là ngày 9 đó. Đó, các bạn cùng mình tham quan. Tại bên khu vực 298 nha. Đây là khu chính nha, khu chính của Vinh Cô nha các bạn nha. Ở dưới kia là bãi biển đó. Khu chính đó nha. Cái cổng này người ta mới xây dựng, cái cổng này xây ra biển nè. Cái cổng này xây ra biển nha. Cổng này xây ra biển. Đó. Ông hỏi. Cái cổng có xuống biển. 4-1-1-1-2. Vinh Cô nha các bạn nha. À, Vinh Cô. Đó. À. À, thấy chưa các bạn? Đó. Các bạn coi cái thuyền này người ta mới làm này nha, cái thuyền đó. Đó, bây giờ trên này người ta bán đồ nhiều lắm các bạn ơi. Dài xuống này đi về Long Hải nha. Từ đầu bên kia qua đầu bên này cũng có gần 2 cây số các bạn, người ta bán đồ nhiều lắm. Đây khu khách sạn mới xây nha, đây ba lát nhà ma nha, đây là ba lát nhà ma nha, khu ba lát nhà ma nha. Yêu quái ma tinh nó ngự ra đây nè các bạn. Ba lát đó nha, ba lát lộc chứa quả nè, đó. Rồi, thấy chưa? Rồi. Đây là đường lên Long Hải nha các bạn nha. Rồi. Người ta vẫn bán đông nha. Rồi mình giới thiệu các bạn là đêm nay là ngày mùng 10 tháng 2 năm 2024 nha. Đó, ngày lễ hội Vinh Cô Mộ Cô Long Hải các bạn nha. Rồi mình giới thiệu các bạn, bây giờ mình đến tới khách sạn Ba Son rồi. Mình giờ tới đây thôi, mình giới thiệu các bạn là ngày lễ hội giờ khúc giải thôi. Cho nó vui nha. Rồi bye bye các bạn nha. Rồi bye bye.